chào các bạn nhé. Rất vui được gặp lại các bạn trong channel của Hùng ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì Hùng đang ở trên 182 đường Lê Văn Sĩ, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì Hùng sẽ gửi đến quý vị và các bạn một đoạn video về một ngôi chùa mới. Đây là chùa Giác Ngạn, tọa lạc trong một con hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Sĩ. Ngôi chùa khá là yên tĩnh và vô cùng thanh tịnh. Bây giờ thì Hùng xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau chiêm bái và tham quan tổng thể ngôi chùa. Hiện nay thì mình đang đứng trước cổng tam quan của ngôi chùa. Giống như bao ngôi chùa cổ khác ở Việt Nam, cổng tam quan được xây dựng với lối kiến trúc trùng môn, gồm có một cửa chính và hai cửa phụ ở hai bên. Các bạn cũng có thể quan sát thấy mái của cổng tam quan hình đầu đao hai nếp, cong vút được đắp nổi bởi hình rồng ngựa, nhìn vô cùng sắc sảo và tinh tế. Bây giờ thì mình xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bên trong để cùng nhau chiêm bái tổng thể về ngôi chùa cổ này. Và các bạn có thể thấy trước điện thờ chính của ngôi chùa là điện thờ Đức Mẹ Quan Thế Âm Nổ Thiên giữa đài sen, được nhà chùa bài trí vô cùng hài hòa và tinh tế. Theo như mình tìm hiểu và được biết thì ngôi chùa xây dựng vào năm 1930 thuộc hệ phái Bắc Tông. Và lúc đầu nơi đây chỉ là một ngôi chùa nhỏ bằng vách lá, được quý Phật tử cúng dường mảnh đất và cùng nhau xây dựng nên, nhu cầu cần một nơi làm điểm tựa tâm linh và lễ Phật. Mặc dù ngôi chùa đã qua rất nhiều lần trùng tu, nhưng nó vẫn giữ được những nét cổ kính trầm mặc với lối kiến trúc quen thuộc của người Việt xưa và nay. Mái chùa hình đầu đao với hai lớp cong vút được đắp nổi bởi hai chú rồng nhìn vô cùng là sinh động. Và bảo tháp của ngôi chùa là nơi thờ xá lợi của các vị trụ trì trước đây. Do ngôi chùa xây dựng từ khá lâu nên cũng có rất nhiều các vị trụ trì đảm nhiệm trước đây. Vào năm 1973, Hòa Thượng Thích Thanh Long đã cho xây dựng lại ngôi chùa trên nền đất cũ. Đến năm 1987, chùa được đại trùng tu bởi Hòa Thượng Thích Thanh Huệ và có kiến trúc tổng thể gần giống như bây giờ. Với lối kiến trúc chùa chiền cổ của chùa chiền miền Bắc, ngôi chùa mặc dù đã trải qua rất nhiều đợt trùng tu nhưng vẫn giữ được những nét riêng biệt vốn có của nó.
một ngôi chùa cổ tuyệt vời, một tác phẩm tiêu biểu đặc sắc của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam cổ xưa đang hiện ra trước mắt mình. Một cảm giác thực sự khó tả, có một điều gì đó rất gần gũi, rất quen thuộc, rất thân quen. Mỗi khi mình đặt chân đến với những ngôi chùa cổ có lối kiến trúc như thế này, không gian bên trong Phật điện của ngôi chùa không quá lớn. Từ cánh cửa, cột và kẻo của ngôi chùa được thiết kế làm toàn bằng gỗ quý. Trước điện thờ chính là một bức tranh khá hoàn chỉnh. Cái khéo của bức chạm này là trên cùng một mặt phẳng, người thợ đã chạm những nét nổi, nét chìm vô cùng sắc sảo và tinh vi. Không giống như bao ngôi chùa khác tại Sài Gòn, ngôi chùa khá đơn sơ và bình dị. Đây thực sự là một chốn bình yên giữa lòng Sài Thành. Vừa rồi thì mình và các bạn chúng ta đã vừa tham quan ngôi chùa Giác tọa lạc trên đường Lê Văn Sĩ. Và bây giờ thì video của mình xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký cùng một like và một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt các bạn.